Anh anh đi qua phòng tài chính anh tính luôn đi, rồi anh nghỉ luôn đi. Ủa sao vậy sếp? Sao cái gì mà sao, anh không tự nhận thấy hả? Anh đi làm công ty anh có làm được gì ra hồn không? Anh suốt ngày á chỉ ăn xong rồi báo thôi. Anh nghỉ đi. Sếp cho em ở lại đi sếp. Em bớt báo em ăn thôi. Thôi tôi không nhận anh nữa, anh nghỉ gì đi. Sếp đừng có ỷ rồi, sếp xinh đẹp tốt bụng hiền hậu rồi, sếp muốn đuổi ai sếp đuổi nha. Tôi là tôi không có nể tình là sếp hay là tốt bụng là, rồi giúp đỡ người khác nè, yêu quý nhân viên ha, hiền lành nhân hậu là tôi nghĩ lâu rồi. Sếp á, tại là tôi biết là sếp tốt tính, biết lo cho nhân viên, không có nỡ đuổi ai hết á, ai cũng yêu thương chăm sóc người này người kia. Mà giờ sếp đuổi tôi thì tôi phải chia tay với người sếp xinh đẹp tốt bụng thôi. Bye. Khoan anh An, thôi anh đi qua phòng kinh doanh á, anh đăng ký đi, tôi tăng lương cho anh 5 triệu mỗi tháng, anh cứ làm bình thường nha. Ồ, cảm ơn sếp xinh đẹp.